Hello, Hiếu xin chào mọi người đó ha. Thì thời gian qua Hiếu cũng bận quá, lo cho vợ sinh đẻ này nọ. Bây giờ Hiếu lại quay trở lại ha. Hôm nay Hiếu về được số máy thôi. Thì hôm nay chỉ có phần pin ha, không có đồ nghề, không có tô, không có máy mài gì hết. Thì thôi để bắt tay vào công việc thì đầu tiên Hiếu lên con đầu tiên luôn ha. Hiếu sẽ test máy. Test máy trước ha. Để đi tìm cái dây đi test. Rồi bây giờ Hiếu sẽ test cái con đầu tiên đi. Con này là cái dòng của Nhật đồ địa nên nhưng mà nó là hình như Đài Loan xuất nhập anh em ha. Đây, thì cái dòng này thì nó cũng không phải hiếm không lạ nên là Hiếu sẽ mua sẵn vỏ pin luôn. Thực chất là vỏ pin thì Hiếu có lâu rồi nên là Hiếu kiếm cái máy để xài cho cái vỏ pin này thôi. Đó là đúng nó luôn ha. Đó nó là đây cũng có đèn pin này nọ nè. Giờ sẽ ghi Hiếu test thử nè. Âm nè. Tùy anh em Hiếu thì Hiếu bán tùm lum kiểu hết chứ không phải nhất thiết là phải cứ thanh máy hoặc là thanh máy vỏ pin hoặc là ấy. Nói chung là nếu muốn Hiếu đóng pin thì Hiếu đóng pin, không thì không. Muốn dọn là Hiếu tân trang dọn lại thì Hiếu dọn là giá khác. Giá mà giống như thế này thì giá khác ha. Đây test pin thì cũng phải nhớ anh em phải âm dương cho đúng nha anh em. Cái này Hiếu vừa buôn bán mà vừa chia sẻ kinh nghiệm cho anh em này nọ luôn. Thực chất thì bây giờ đa phần Hiếu clip nào Hiếu lên thì cũng nói âm dương nó quan trọng nên là đa phần anh em cũng biết rồi, nhưng chỉ sợ có nhiều anh em chưa biết thôi. Hiếu thật gặp hoài cứ lâu lâu cứ ngày hai ngày là có người kêu sửa cò này nọ là Hiếu biết là nó bị là ngược cực này nọ thôi. Đa phần là ngược cực, cứ lấy bình ắc quy ghim tập bậy bạ là nó hư ra anh em ha. Đây 12.6 đúng rồi nè. Tóc nè, nó có đèn pin nữa ha, đầu chiều thả là thắng phanh ha. Tại cái khối pin này 12.6 mà nó còn xuống còn có 10.7 hơi yếu nên là Hiếu đệ qua 16.8 thì thực chất nó còn 13.7 là đẹp nè. Đó là thực chất đó, nếu anh em đóng máy vô đóng pin mà đúng của nó, nhưng mà đóng được cả pin lebo này nọ vỏ 3D đó, thì nó sẽ phải khỏe giống như vậy. Còn nếu mà 12.6 thì nó lại yếu hơn tí xíu thôi chứ không yếu gì. Hiếu chia sẻ thực tế luôn ha, chứ không phải là câu điệp mặt vô rồi cho máy nó khỏe hay gì cho giá bán này, không phải đó. Hiếu nói trước cho anh em luôn, cho nên là mới coi Hiếu lần đầu có thể coi những video mà Hiếu có chia sẻ những làm đóng pin hay này nọ. Và Hiếu hay sử dụng những cái dòng mà có đa phần những cái máy là lạ hay cái gì á, thì Hiếu sẽ sử dụng cái động cơ than rời như thế này để anh em dễ thay thế ha. Rồi ngoại hình của nó thì tương đối thôi, không có đẹp lắm ha. Rồi một cây. Con này là thanh máy vỏ pin nè, riêng con này thì sẽ có thanh máy vỏ pin cho anh em ha, tùy anh em thôi. Con này là mã số 1 nha. Nếu thì Hiếu buôn bán thì Hiếu hay nói dài dòng nhiều vậy á, nhưng mà do là nó có vậy nói như vậy mà còn nhiều khi vẫn chưa nói hết lời á anh em. Cho anh em biết thôi chứ không có gì hết á. Mã số 1 có giá là 380.000 nè. Rồi, bỏ qua bên ha. Đến mã số 2. Mã số 2 thì con này thì cái pin zin của nó, cái zin của nó vẫn cầm nha anh em. Hồi đấy sẽ chia sẻ cho cái dòng pin này luôn, là nếu mà anh em thích xài mà để pin zin như vậy mà pin niken luôn nha, chứ không phải pin lithium. Cái chất máy nè, điều tóc nè, cũng có đèn pin đó, đảo chiều nè, thắng phanh này nọ đầy đủ hết. Và động cơ than rời dễ thay thế nè, con này có lực xếp 120 N nè. Đó, nó có ghi trên đây thì mình có thể đọc được. Hãng của nó là SK11. Cái hãng này thì Hiếu cũng chưa có điều tra về nhiều, nhưng mà Hiếu biết là nó là của tập đoàn công ty con của Fuji Japa của Nhật Bản đó anh em. Đó, là Hiếu biết cái gì tôi nói đó nè. Rồi thì cái này là pin zin nha anh em, pin zin.
đó. Nhưng mà Hiếu vẫn tiếc, ví dụ thì đó thì Hiếu bán cái kiểu gì thì anh em mua được mua, còn không thì muốn Hiếu vẫn chia sẻ thêm nữa. Thí dụ như benzin như thế này, anh em có thể cấy một cái giắc sạc, cấy một cái giắc sạc bất cứ chỗ nào mà nó rộng rãi, chẳng hạn như chỗ này hay chỗ nào cũng được, hoặc bên đây đây cũng được. Xong cái anh em mua một cục sạc, cái giắc sạc đúng không, giắc sạc anh em câu thẳng vô âm và dương luôn, có nghĩa là âm thì anh em đưa vô giắc sạc âm, dương anh em đấu vô cộng dương, có nghĩa là từ bắt nguồn từ 0V á, rồi anh em câu xuống tới cái cuối vô là cái dương á, nó có 10 cell pin trong đây đúng không, thì anh em sẽ cho âm vào cell pin đầu tiên và dương vô cái cell pin cuối cùng đó, rồi anh em sẽ mua cái cục sạc nào loại xịn xịn một chút, và nhớ là sẽ sử dụng bằng sạc LiPo ha, sạc LiPo á, tại vì cái ngưỡng pin này nó là ngưỡng pin của pin giống như sạc LiPo á, chứ không phải là sạc Li-ion 12V6 anh em ha. Sạc 12V6 cũng được chứ không phải không được, nhưng mà mình sạc chưa được cái ngưỡng của nó đó, nên là nó sẽ phí pin đi đó. Còn anh em mua sạc LiPo nó 14V6 là sạc cho một pin này là ok nè đó. Thì anh em tùy, anh em muốn Hiếu làm thì Hiếu làm, nhưng mà tại sao Hiếu vẫn chưa làm thì Hiếu sợ á, tại vì làm á nó sẽ đổ giá thành lên, mà trong khi đó pin vẫn là pin zin, nó cũng thì từ đầu tất cả lý do nó là pin zin Hiếu đánh giá không cao, nhưng mà xâm rùa là cái dòng cái cục pin này nó vẫn còn cầm rất là ngon, mà nó chỉ có 1.3A nên là Hiếu lưỡng lự là một nửa thì muốn lên Li-ion thì phải dọn lại hết luôn, phải dọn lên cho ra thành hàng kiện luôn. Nên em nhìn Hiếu lựa máy á, nó một đó là xấu thì xấu luôn, thì về bỏ hết cao su đi, nhưng mà đừng có bể vỏ, đừng có dập nát gì hết. Còn đẹp á là như nó sẽ như thế này nè, cao su còn nè, tem tiết còn nè, chỉ cần về mà tẩy rửa trắng sáng rồi vệ sinh bên trong sạch sẽ hết là máy nó sẽ đẹp thôi. Điển hình như cái này nè anh em, đó những cái kit này nè, cái kit này là hôm qua Hiếu có đăng cái video đóng pin đó, đó là pin LiPo cho nó đó, lát cũng lên giá báo giá cho nó luôn ha. Rồi thì đó là Hiếu chia sẻ rồi ha. Rồi đây là mã số 2, Hiếu bán thanh máy vỏ pin đó, những cái hàng lạ này thì phải cần có vỏ pin thì mới bán được. Về anh em muốn chế cháo muốn nghịch gì thì anh em nghịch, mã số 2 nè, có giá là 400k, thật ra 400k. Còn thì Hiếu nói lại ha, cho anh em là thích chế cháo anh em cứ về lấy cái giắc sạc luôn cho anh em xem. Đó, cái giắc sạc như thế này nè, đó anh em khoan, anh em cấy vào bất cứ chỗ nào, cái chân ngắn này là chân dương nè, cái chân ngắn này nè, bên ngắn bên dài anh em thấy không, thì chân ngắn là biểu tượng cho dương, chân dài này là biểu tượng cho âm, thì anh em câu vô cái pin, pin thì Hiếu sẽ có cái khối pin ở đây không, ví dụ đây luôn, đó ví dụ như pin đây luôn nha, ví dụ là pin zin của nó sẽ như thế này, thì anh em bắt nguồn kiếm cái cầu cực âm của nó đây nè, cực âm của nó đâu nằm đây nè, cực âm nó nằm đâu đây nè, thấy không, cực âm nè, đó anh em lôi hết ra là ra thành nguyên một cái dây dài luôn, nó đấu nối tiếp nhau á, đó thì cực âm này anh em sẽ đấu vô đây, vô cái chân dài, cực dương nằm đây nè, đó cực dương đây ha, thì anh em sẽ đấu vô chân ngắn, rồi anh em sẽ mua cục sạc của 14V6 là anh em sạc vô. Tại sao mà Hiếu nói như vậy, tại vì cục sạc tại sao mà Hiếu nói vậy là có nghĩa là nó xài được ha, nhưng mà cái anh em có xài thì anh em phải lưu ý để ý nó tí, tại vì lúc đó mình xài là mình sẽ phụ thuộc vào cái cục sạc nó đầy khi ngách đó. Thông thường một pin và một sạc á, nó đều có cái ngưỡng là vừa ngắt pin và vừa ngắt sạc, quá ngưỡng thì pin nó tự ngắt hoặc là sạc nó tự ngắt, trong hai cái đó cái nào nó cài đặt, cái nào nó thiết kế ra ngắt trước ngắt sau gì kệ nó, nhưng mà có một cái nó ngắt nó đảm bảo, có nghĩa là nó bảo vệ hai lớp nha anh em. Còn thí dụ như mình chơi theo cái kiểu của Hiếu cho cái dòng pin niken này á, thì nó chỉ bảo vệ một lớp thôi, có nghĩa là cục sạc nó cần phải báo rất là chuẩn, có nghĩa là khi đầy 14V6 là nó sẽ tắt, nó ngắt đi, nó không sạc nữa là ok. Em thấy xanh là anh em rút ra, đó là tùy anh em ha. Đó là Hiếu ấy, còn nếu mà sau một tuần đi mà không có ai chốt cái này thì Hiếu sẽ dọn lại hết, Hiếu bỏ pin niken này đi luôn, Hiếu đóng lên Li-ion luôn đó, và sẽ giá thành thì nó sẽ là khác rồi ha. Còn đây là mã số 2 ha, cho vào bên luôn. Tiếp tục mã số 3 nè, mã số 3 là EZ6507 nè anh em ha. Wow, cái này khá chất anh em ơi, nghe tiếng máy nè, đó anh em nghe tiếng máy đã không, anh nhìn nó cũ rồi thôi, cũ là do là cái cao su nó bị ấy ra thôi, chứ Hiếu mà tắm rửa ra rất là sạch sẽ nha, tem vẫn còn nè, hai tem nè, tem đây còn nè, đó
siêu tốc nè, đảo chiều nè, hạ ra thắng phanh nè, cấp độ trượt nè. Wow, con này ok đó anh em, chuyển chế độ nhanh chậm nè. Con này chắc lấy cái cục gỗ này cũng test thử ra. Coi cái chức năng trượt của nó còn xài được hay không anh em ha. Mấy cái dòng mà như Muti này nè, 6505, 6507 hoặc là 7542, 7548 đó, là lâu lâu là sẽ có máy á, thì chạy thì vẫn chạy bình thường vậy đúng không, nhưng mà chuyển chế độ là nó sẽ không chuyển vẫn được, nhưng mà khi mà chuyển chế độ nó không xài được, tức có nghĩa là bị gãy cái chốt ở trên rồi ha. Thì hôm nào có video nào thì Hiếu sẽ chia sẻ về vấn đề đó. Bây giờ Hiếu sẽ test thử cho nó còn chức năng, ví dụ như bắt đầu là bánh vít bình thường đi, bánh vít bình thường thì anh em cứ để chế độ nhanh ha, có nghĩa là trượt lên trên hết nè. Thấy không ta, thấy không anh em, thấy đây là thấy đúng không? Wow, ngon á, nó chưa vệ sinh chưa gì hết mà máy nó còn êm quá anh em ơi. Em á, rồi bây giờ nè, cái quan trọng là bây giờ mà muốn sử dụng trên cái vòng này đúng không, cái vòng cấp độ trượt và cấp độ khoan này, thì anh em trượt lên trên nè, trượt lên trên ha. Rồi giờ Hiếu sẽ để thử cấp độ số 1 là có nó trượt hay không ha. Đó anh em nghe tiếng trượt không, tiếng trượt nó sẽ khác với tiếng búa này nè. Xin lỗi, để Hiếu có khách nó nghe máy cái đó. Rồi bây giờ Hiếu sẽ thử chức năng khoan không búa luôn ha. Đó là Hiếu vặn lên hết lên trên không búa luôn nè. Này sẽ xiết xuống là không có búa luôn nè. Đó, lúng xuống dưới luôn anh em ha. Thử thêm một con nữa nè. Đó là chức năng không búa đó. Còn chức năng trượt nè. Đó là cứ gỡ con ốc lên rồi thế làm trượt. Bây giờ Hiếu sẽ canh từ mức số 5 đi. Số 5 trượt nè. Đó anh em thấy trượt không, đó là nó hết xuống được ha, đó là chức năng trượt. Máy này vẫn còn full chức năng, vẫn ok nha anh em, tiếng máy là rất là ấm luôn. Và Hiếu cũng bán cũng trên 200 cây 6507 như thế này rồi, nhưng mà cây này là cũng ok đó. Rồi cây này Hiếu bán thanh máy không ha, cái dòng Lati này thì cũng kiếm vỏ dễ rồi, thì tùy anh em muốn Hiếu đóng pin đóng, nhớ là chưa có vệ sinh gì hết ha, anh em muốn sử dụng thì anh em vệ sinh thì đảm bảo hơn, còn không thì anh em nào có cái tính tình mà một đời ta ba đời nói khỏi vệ sinh cứ để vậy sai. Rồi cây này là mã số 3, mã số 3 có giá là 420 ha. Cái này ok đó anh em, mã số 3 có giá 420k. Rồi thì cái hàng chưa vệ sinh thì đợt này Hiếu về được có 3 cây 5 cây mà Hiếu bán 2 cây kia rồi, chưa kịp gì hết là chưa lên clip cái bán 2 cây rồi. Giờ đến cái cây mà đã vệ sinh rồi như cây kit này thì pin là Hiếu đã đóng pin lebo. Pin lebo ha. Đóng 8 cell hệ cho nó 14.6. Đó thì anh em nào muốn biết về pin đó thì anh em có thể coi cái clip mới đây gần nhất đó, là Hiếu có hướng dẫn đóng pin kit này nè. Đó là nó ha. Đầy đủ chức năng, điều tốc, đảo chiều, thắng búa đầy đủ hết ha. Đảo chiều nè. Đó. Cơ than rời với thay thế ha. Rồi bộ này có giá là 1.350.000 nha anh em. 1.350.000 đã được Hiếu vệ sinh sạch sẽ hết rồi, làm từ trên xuống dưới rồi. Mã số 4. Mã số 4 nè. 1.350k. Rồi tiếp tục đến mã số 5 nè. Mã số 5 là bu lông ha. Bu lông. Bề máy còn ra hãng là bu lông Blue Cleaner. Dòng này chắc cũng đầy lan sức nhập nè. Nhưng mà con này rất là ok nha anh em, Hiếu test thử rồi.
cỡ 17, 19 thì quá khỏe rồi. Thì con này theo như biết thông số của nó, lực ship của nó tới 250 N, đúng không? Và giá thành cũng rẻ thôi, chứ không phải giống như mấy cái hàng mới như giờ Makita 45 mấy hay cái gì gì đó, rơi vô giá thành cứ mấy triệu, 4-5 triệu, 5-6 triệu gì không à. Đó, thì mấy cây đó cũng không dám lấy về, bán giá cao quá đâu có ai mua được. Đó, chẳng hạn như mấy cây này, đó thì nó lại ok hơn, tiền nó cũng êm hơn mà đạt hiệu quả, vẫn đạt hiệu quả nha anh em. Pin của nó thì lại không có, nên là Hiếu phải đóng cho nó, cũng lấy mượn cái vỏ của kit này. Nhưng mà dòng 12V, Hiếu đóng trong đây là chỉ có 4 cell thôi, đóng lên dòng 16-18. Và Hiếu cũng hạ tải bớt cho nó, thực chất nó là 19-12. Đó, mà Hiếu thấy nó khỏe quá rồi, nên là Hiếu đóng 16-18 thôi. Thì cái máy của mình nó sẽ xài nó cũng bền hơn nhiều nữa, chứ không phải là gì nữa ha. Tại vì cái dòng bu lông này á, nó chỉ có, Hiếu tháo ra, Hiếu kiểm tra hết rồi, nó chỉ có hai con báo nhiệt trên đây thôi. Đó, ngoài ra là không điều tốc, không gì hết, nó chỉ có là thắng nè, thắng phanh á và đảo chiều thôi. Đó, nên là nó sẽ không có cái gì để hư. Đó, khi mà nóng máy nó sẽ ngắt, hai con báo nhiệt kia nó sẽ ngắt thôi. Booster của nó rất là bự, và cái đầu nè, anh em để ý thấy cái đầu này không? Từ đây đến đây nè, thì cái cục búa nó cũng dài từ đây đến đây nè. Con này là nó cái lực ship của nó là nhờ vào motor lớn, có công suất cao và cái đầu búa dài, nên là lực ship nó mới được cao, chứ không phải tinh tiến như mấy cái đời mới bây giờ máy thon nhỏ gọn. Đúng không? Máy thon nhỏ gọn thì nó nhờ vào cái dòng điện khỏe này nọ, ví dụ vậy đó. Đó nên là nó mở được khỏe, còn cái thằng này thì nó mượn cái đầu búa và mượn cái motor công suất cao vậy thôi. Rồi, cây này là mã số 5. Mã số 5 nha anh em. Có giá, mã số 5 có giá là 1.250.000. Đó, quá rẻ luôn nha anh em. Cỡ cái gây này anh em nào mà làm xe máy á, bao cho anh em mở tất cả các ốc ở trong xe máy nha. Kể cả ốc nồi tay ga gì đó. Là mở cũng rất là khỏe. Rồi, mã số 5 ha. Tiếp tục nữa là đến mã số 6 là con vít gập. Vít gập của National, đời máy của nó EZ7410. Ngoại hình thì tương đối thôi, chứ không phải giống như cái cây mà Hiếu mới đăng đây. Mới đăng đây là cây VIP thì không nói rồi, cây này để anh em xài. Rồi, cây này là một pin, một máy và một cái đốc sạc. Đốc sạc này là anh em sẽ sử dụng bằng cục sạc điện thoại của anh em á. Anh em cứ thấy cục sạc điện thoại nào mà nó cái đốc sạc nào mà nó có ghi 5V 1.5A hoặc là 2A gì cũng được, 2A thì sạc nhanh hơn, 1.5A hoặc là 1A thì sạc chậm hơn. Nhưng mà thông thường giờ mấy cục sạc giờ mà là đều là 2A hết anh em. Đó là Hiếu thấy như vậy. Anh em ghim vô đây, ghim vô là màu xanh, ghim pin vô là màu đỏ là đang sạc. Rồi tháo ra là nó sẽ đầy ha. Khi nào xanh đó là nó sẽ đầy. Như vậy nha, đóng sạc là anh em tự sử dụng, lấy cái cục sạc điện thoại của anh em sử dụng ha. Và máy này có giá là 750.000 nha. Đó, đây là ngoại hình của nó nè. National Made in Japan. Cứ còn một bộ nữa mà hàng đó là hàng tuyển. Hàng nè, cũng lấy ra xem thử cho anh em xem. Cái này đã được Hiếu bảo bọc rất là kỹ rồi, chung là để trưng bày này nọ thôi cũng tốt, xài thì cũng hơi tiếc. Đẹp từ trên xuống dưới, một máy hai pin, một máy hai cục pin, một cục sạc auto vô sạc pin luôn á, thì nó có giá là 1.900.000. Rồi bây giờ Hiếu chị lên cho hôm nay Hiếu chị lên nhiêu đây thôi ha. Rồi thì cái con này là mã cuối cùng nè, mã số 6 nè, có giá là 750.000 nha anh em. Mã số 6 tiếp gặp National 7410 có giá là 750.000, bao gồm một máy, một pin và một cái đốc sạc. Về anh em lấy cục sạc của điện thoại anh em xài ha. Rồi thì video của Hiếu hôm nay cũng xin kết thúc tại đây ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo. Xin chào.